con chào Dũng. Chào cậu. Thiệt tình luôn á, dở dễ sợ. Mấy miếng gì mà tự nhiên là nằm cái này bất động vậy nè, đồ yếu ghê hồn. Sao tôi liền nó yếu vậy? Tự yếu là đang lo lắng gì đó chú? Lo lắng cái gì đâu mà thôi. Ủa, nhậu không? Nhậu không? Đấy, uống đây. Tôi cũng đang muốn uống rượu đây, không có người nào uống à, uống với tôi nha. Vô cái đi. Ngủ ngáy quá ha. Tội nghiệp mấy người ngủ mà ngáy dữ vậy nè, có bệnh nặng. Dạ. Đó. Con mời chú. Đấy. Thôi được rồi, bây giờ vậy nè. Thật tình á, cậu Lâm à, tôi thì tôi mến cậu lắm. Nhưng mà thật ra một điều là cậu bị cái mất trí nhớ gì, cho nên tôi thấy cũng thấy thương. Đó, tội nghiệp quá. Cũng phải nói thiệt là chắc không xong rồi. Dạ, đâu có gì đâu tội nghiệp chú. Nhưng mà hỏi thiệt nè, mất trí nhớ thiệt không? Thiệt phải không? Mà sao chú hỏi vậy? Có cái gì đâu là như vậy. Thật tình mà nói á, cậu bị mất trí nhớ gì tôi tiếc lắm. Mà chú tiếc cái gì? Tiếc là như thế này, Quỳnh đó là con của tôi. Bây giờ mà nó quen với lại cậu mà cậu không hiểu, không biết cái gì hết, làm sao để cho nó quen được? Đương nhiên, trời ơi, bây giờ cậu biết mất trí nhớ cậu, thậm chí sau này cậu về nha, xin lỗi nha, cậu gặp con tôi á, nghe không? Hai người gặp nhau, cậu chắc cậu hỏi nó, ủa nhỏ này làm như tôi gặp nó đâu rồi ta, đúng không? Bởi vì cậu không còn nhớ gì hết. Thế tôi lo là lo anh vậy, Quỳnh đó là con của tôi. Hiểu không? Thôi bây giờ vậy, tôi nói cho cậu vậy nè, để tôi hỏi lại lần nữa, cậu mất trí nhớ là cái điều rất là tác hại đối với lại con tôi. Nếu như mà hai người, thấy không, mà quen nhau mà cậu bình thường thì tôi chấp nhận. Cậu mà mất trí nhớ kiểu này, cái gì cái bắt buộc tôi phải ngăn cản cái cuộc tình này. Tôi cấm đoán không cho con tôi nó quen cậu. Không có an toàn, tự nhiên đâu có khùng. Đem trứng mà giao cho ác. Cậu là ác á, con tôi là trứng, hiểu không? Giao rồi ác mà ăn cái trứng rồi sao? Không được, thấy không? Bằng mọi giá tôi phải ngăn cấm cái chuyện này thôi. Và thậm chí tôi nói cậu biết luôn nè, cậu bệnh như vậy á, tôi nói thiệt là tôi khuyên cậu, cậu cũng đi tìm một cái nơi nào đó đi. Bây giờ cậu đi ra đảo cậu sống đi. Bởi vì cái mất trí nhớ á, cũng cần phải sự thanh tịnh để cậu phục hồi cái trí nhớ cậu lại. Chứ tôi nói nè, nếu mà cậu còn tồn tại vòng vòng đây, tôi thẳng cậu luôn, cậu đừng buồn nghe. Tôi đưa con gái tôi thậm chí trốn xa ở đây đi về quê luôn, tôi nhốt nó luôn dưới, không có cho nó qua lại với cậu nữa. Vì cậu mất trí nhớ mà, đúng không? Làm sao mà con tôi nó quen với cậu được? Chú đừng có chú gì hết đó, tôi nói thẳng cho cậu đừng buồn. Bởi vì mình bệnh mà, mất trí nhớ tội nghiệp. Thương thì thương nhưng mà không được. À là vậy, theo đâu nó rõ ràng vậy đi. Chứ bây giờ bệnh hoạn mà tự nhiên con mình tự giao trứng cho ác. Thậm chí người này lâu lâu gặp, mai mốt chắc gặp tôi cũng không biết tôi là ai nữa nè, đúng không? Thật ra là con không có bị mất trí nhớ. Không mất trí nhớ. Thấy chưa? Thấy chưa? Không mất trí nhớ. Thiệt phải không? Dạ thiệt. Tôi cũng thông cảm. Nông nổi lắm. Cái tuổi trẻ không? Già, tuổi già mà cũng phải nông nổi chứ. Đôi lúc mình làm cái nhiều khi mình làm cái chuyện mà nó không đúng thì thôi cũng không sao, đó là một cái sự là bình thường nó xảy ra thôi. Bây giờ cậu có mất hay không mất gì tôi thấy cũng thông cảm cho cậu. Con đâu có muốn đâu. Tại sẵn dịp bị tai nạn á, con cũng giả vờ thử để thử lòng của mọi người. Và cũng muốn thử tình yêu của Quỳnh đối với con như thế nào. Cái gì? Ông dám lừa gạt mọi người hả? Ê! Bí mật quý ông được phát sóng vào lúc 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Đồng 1.